Tại tỉnh Cao Bằng, sáng nay, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã kiểm tra công tác chuẩn bị chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7. Theo kế hoạch, giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7 sẽ được tổ chức trong tháng 4 này tại tỉnh Cao Bằng, Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Giao lưu sẽ có các hoạt động như lễ chào và tô son cột mốc chủ quyền, trồng cây hữu nghị, tặng quà học sinh biên giới, hội đàm. Hiện nay, công tác chuẩn bị đang được các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng và các cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng tích cực phối hợp tổ chức. Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến yêu cầu các cơ quan đơn vị của Bộ Quốc phòng chủ động hơn nữa và đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị, đảm bảo đúng yêu cầu theo kế hoạch. Công tác tổ chức phải đảm bảo trang trọng, phù hợp với công tác đối ngoại. Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến đã trao quà của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng là 1.000 lá cờ Tổ quốc tặng đồng bào các dân tộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chiều qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn lãnh đạo, chính quyền và nhân dân địa phương đã tích cực phối hợp thực hiện tốt công tác chuẩn bị cho giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Trung Quốc lần thứ 7, đồng thời đề nghị đồng chí Bí thư tỉnh ủy Cao Bằng tiếp tục quan tâm chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường phối hợp hơn nữa để công tác chuẩn bị cho giao lưu thành công, đảm bảo an toàn phòng chống dịch. Sáng nay tại Trung tâm Huấn luyện Quốc gia 4 đã diễn ra lễ bế mạc trao thưởng hội thi xạ thủ bắn tỉa toàn quân. Chủ trì buổi lễ, Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng đã biểu dương các đồng chí trong ban tổ chức, cơ quan ban tổ chức và các tiểu ban thuộc ban tổ chức đã điều hành hội thi chặt chẽ, đúng quy chế, khách quan và đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt, đạt được mục đích yêu cầu đề ra. Trải qua 4 ngày thi đấu, các đồng chí huấn luyện viên, các đồng chí xạ thủ của 16 đội tuyển tham gia hội thi đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, đoàn kết, học hỏi lẫn nhau, tham gia các nội dung thi đấu đạt kết quả tốt. Nhiều xạ thủ, cặp xạ thủ, đội tuyển đã đạt được thành tích cao trong hội thi. Công tác bảo đảm phục vụ chu đáo, không để dịch bệnh xảy ra và phòng chống dịch COVID-19 có hiệu quả đã góp phần tích cực vào thành công của hội thi. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu thời gian tới, lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan đơn vị tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện hiệu quả nghị quyết 765 của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo. Chỉ lệnh công tác quân sự quốc phòng hàng năm, cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường giáo dục, làm chuyển biến thực sự nhận thức về nhiệm vụ huấn luyện, xác định rõ huấn luyện là nhiệm vụ trung tâm thường xuyên trong thời bình. Các cơ quan chức năng của Bộ trên cơ sở kết quả hội thi hôm nay tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn đơn vị rút kinh nghiệm, bồi dưỡng, nghiên cứu vận dụng những nội dung hội thi để hướng dẫn đơn vị áp dụng vào huấn luyện đạt kết quả tốt. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra hội thi, hội thao, lấy chất lượng hiệu quả là chính, không chạy theo thành tích. Lãnh đạo, chỉ huy các cấp tập trung đột phá, nâng cao chất lượng huấn luyện của đơn vị nói chung và chất lượng huấn luyện cho lực lượng bắn tỉa nói riêng. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng tham mưu trưởng sáng nay đã đến thăm làm việc tại trạm radar 2511, trung đoàn 251, vùng 2 Hải quân. Trung tướng Nguyễn Trọng Bình đánh giá cao những kết quả đạt được của trạm radar 2511 thời gian qua. Dù còn nhiều khó khăn, song với sự nỗ lực chung, cán bộ chiến sĩ đơn vị đã hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức tốt hoạt động radar quan sát, quản lý vùng biển được phân công, không để sót lọt mục tiêu. Thường xuyên bồi dưỡng, kiểm tra trình độ, kỹ năng nghiệp vụ cho các đối tượng. Tổ chức huấn luyện, diễn tập sát nhiệm vụ, địa bàn tác chiến để nâng cao khả năng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật. Chất lượng hoạt động công tác đảng, công tác chính trị không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị cho cán bộ, chiến sĩ. Đồng chí Phó Tổng tham mưu trưởng yêu cầu trạm radar 2511 tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, không để sót lọt mục tiêu, xứng đáng là mắt thần của biển, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong quản lý, bảo dưỡng, khai thác, làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, làm tốt công tác xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật, nhất là công tác tự quản, tự rèn của mỗi cán bộ, chiến sĩ, thường xuyên quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần để bộ đội thêm yên tâm công tác. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 4 tại thành phố Hồ Chí Minh, Tổng công ty 28 Tổng cục Hậu cần tổ chức hội thi thợ giỏi ngành may năm 2022. Đây là đơn vị được Tổng cục Chính trị lựa chọn làm trước để rút kinh nghiệm tổ chức hội thi thợ giỏi ngành may toàn quân sẽ tổ chức vào cuối tháng 4 này. Thiếu tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị dự và chỉ đạo hội thi.
Tham gia hội thi, 34 thí sinh được tuyển chọn từ các đội may trong các đơn vị của Tổng công ty 28 sẽ trải qua hai phần thi, thi lý thuyết về chính trị, kỹ thuật may và thi thực hành hoàn thiện sản phẩm áo quân phục sĩ quan nam mùa đông K08. Áo sơ mi nam mặc trong cổ đứng dài tay K08, quần tây và áo sơ mi dài tay nam dân sự. Hội thi năm nay có nhiều đổi mới về quy chế, quy trình thực hành dây chuyền may. Đây là dịp để người thợ trong Tổng công ty 28 nâng cao trình độ, kỹ năng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua, lao động giỏi, lao động sáng tạo, luyện tay nghề, thi thợ giỏi, đồng thời lựa chọn những hạt nhân xuất sắc tham gia dự thi cấp toàn quân. Đóng quân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam của Tổ quốc, 45 năm qua, tiểu đoàn radar 551 vùng 5 Hải quân đã thực hiện tốt tiêu chí, nhanh xa, đúng đủ, chính xác, kịp thời, an toàn, bí mật trong nhiệm vụ quan sát, phát hiện, quản lý các mục tiêu trên không, trên biển. Phát huy tinh thần đoàn kết, khắc phục khó khăn, đơn vị đã hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng để nắm chắc tình hình trên biển, báo cáo kịp thời với sở chỉ huy các cấp, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của vùng 5 Hải quân. Vùng biển tương đối rộng, được bao quanh bởi nhiều quốc gia láng giềng, có tuyến đường hàng hải quốc tế đi qua, lưu lượng và mật độ tàu thuyền của ngư dân hoạt động nhiều. Đó là đặc trưng của vùng biển Tây Nam mà các đài trạm radar của tiểu đoàn 551 được phân công quản lý. Trong lễ chào cờ đầu tuần ở vùng biển đảo xa bờ, cán bộ chiến sĩ các trạm radar luôn khắc ghi lời thề với Tổ quốc, với nhân dân. Dù khó khăn đến mấy, cũng luôn chủ động, trách nhiệm trong mọi phiên ca. Chúng tôi, quân nhân trong quân đội nhân dân Việt Nam, lấy danh dự người chiến sĩ cách mạng, không ngừng nâng cao tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, tinh thần quốc tế vô sản, rèn luyện ý chí chiến đấu kiên quyết và bền bỉ, thắng không kêu, bại không nản, dù gian lao khổ hạnh cũng không sờn lòng, vào sống ra chết cũng không nản chí, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng. Xin đời! Xin đời! Trạm cũng đã thúc đẩy cái tinh thần tự học tập của từng cán bộ chiến sĩ, ngoài ra phát động thi đua trong huấn luyện và thực hiện nhiệm vụ. Ngoài cái thời gian huấn luyện lý thuyết thì đơn vị chú trọng huấn luyện thực hành để nâng cao cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ của trắc thủ. Thứ hai là đơn vị đã tiến hành là duy trì nghiêm cái nền nếp trực từ trực chỉ huy đến trực chuyên môn, thường xuyên kiểm tra cùng bộ đội phán đoán quyết định mục tiêu. Xác định huấn luyện cũng là quá trình truyền thụ kinh nghiệm thực tế. Các đồng chí từng gắn bó lâu năm với đơn vị luôn chú trọng hướng dẫn trắc thủ mới về từng thao tác nhỏ để làm chủ khí tài, quản lý chặt chẽ mọi mục tiêu. Chúng tôi phải có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản, khai thác, vận hành và thực hiện tốt các cái quy trình để làm sao bảo đảm thực hiện tốt được cái nhiệm vụ được ra, trang bị khí tài luôn luôn sẵn sàng chiến đấu. Những năm gần đây, các đài trạm radar hải quân, trong đó có tiểu đoàn 551, được quan tâm đầu tư xây dựng doanh trại mới, cơ sở vật chất hậu cần kỹ thuật ngày càng khang trang hơn. Khắc phục khó khăn, đoàn kết chặt chẽ các lực lượng, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, trong đó trọng tâm là tổ chức quan sát, phát hiện kịp thời các tình hình mục tiêu trên biển, trên không và tình địa bàn, khu vực đóng quân về giải quyết cấp trên, xử trí các tình huống theo đúng quy định, nâng cao khả năng thao tác, khai thác, sử dụng các khí tài hiện có và mới được trang bị. Dù đóng quân độc lập phân tán trong điều kiện núi cao đảo xa, nhưng người chiến sĩ radar hải quân trên vùng biển Tây Nam luôn phát huy tinh thần linh hoạt, chủ động, sáng tạo, khắc phục mọi khó khăn gian khổ trong huấn luyện sinh hoạt, với mục tiêu cao nhất là giữ vững sự tinh tưởng sắc bén của những con mắt thần, góp phần quan trọng để bảo vệ chủ quyền biển đảo trên vùng biển được phân công.